Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vuzi Auto, và ở em Vuzi Auto chuyên các dòng xe bán tải. Vâng, hôm nay thì bên em Vuzi Auto muốn giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc xe nhập khẩu Thái Lan, thương hiệu Nhật Bản, bền bỉ với thời gian, được độ lên rất nhiều đồ chơi, đặc biệt là bộ cam 360 độ, cam hành trình, cam lùi. Và con này thì lăn bánh theo order là 8 bạn đấy các bạn nhé. Một chiếc Nissan Navara 2016 nhập khẩu, sử dụng gỗ máy dầu công nghệ DTDI VG Turbo. Vâng, một chiếc xe máy dầu 2.5, mức tiêu thụ dầu khoảng 7 lít trên 100 cây. Đặc biệt dòng xe Nissan là một dòng xe rất là bền bỉ, máy số con ngật cành đào. Con này thì được cái là nội thất ghế nỉ nguồn zin nguyên bản từ hãng luôn các bác nhá. Và chiếc xe này thì zin một chủ từ đầu, biển Hải Phòng 15C23583. Con này thì mang hồ sơ tên công ty, nên là bác nào mà mua về thì có thể là hóa đơn, hóa đĩa các thứ đầy đủ luôn là các bác ok. Sang tên cũng rất là đơn giản thôi. Vâng, một chiếc Nissan Navara màu cam thực sự là đẹp, bắt mắt, trẻ trung, khỏe khoắn, năng động, lắp thùng Calibe. Vâng, và các bác nhìn này, đấy, form xe rất là mượt luôn nhá. Và chiếc xe này thì sử dụng la răng không hề to như các dòng xe Forerunner, BT hay là các cái dòng Triton, không hề to như những dòng đấy đâu, mà chiếc xe này chỉ sử dụng la răng rất là nhỏ thôi các bác ạ. Vâng, đặc biệt là chiếc xe sử dụng la răng vành 16 rất là nhỏ nhắn, nhưng là mang quả lốp đun lốp AT20. Đấy, cực kỳ dày dặn luôn. Vâng, với kích thước lốp 255-70, đây là một dòng xe với lốp rất là to, khả năng đi đường trường êm, rất là êm và chắc. Và chiếc xe này thì khả năng tải của chiếc xe cũng khá là cao nha các bác nhá. Không nói đến là đăng ký, nhưng mà các bác có thể chở được khoảng hơn 1 tấn vẫn rất là ok. Đấy, form xe thì rất là mượt luôn. Nissan Navara là một dòng xe bền bỉ nồi đồng cối đá, đến từ Nhật Bản. Nhật Bản thì sản sinh ra rất nhiều các mẫu xe, nhưng mà mẫu xe Nissan Navara là một đặc trưng của hãng Nissan dành cho dòng xe bán tải. Đấy, form xe rất là đều luôn các bác ạ. Em sẽ đi quanh cho các bác một vòng quanh chiếc xe này để các bác cùng đánh giá. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp, đang có mặt trong buổi chiều nắng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2021. Đấy, các bác nhìn sắt xi kìa, đen xì luôn. Tí nữa em sẽ đi chi tiết từng phần cho các bác để biết là chiếc xe chất như thế nào. Một chiếc Nissan Navara NP300L. Vâng, một sản xuất nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Độ cam 360 độ thể thao, gầm bệ chắc chắn. Dòng này thì gầm của nó không cao như những dòng xe bán tải còn lại, mà nó chỉ cao có tầm gần 40 phân thôi. Thế nhưng mà được cái con này thì cái không gian thùng của nó rất là rộng luôn nhá. Cabin cũng rất là cao, ngồi trong xe cũng cảm giác rất là thoải mái, rộng rãi. Vâng, mới một dòng xe bền bỉ, nồi đồng cối đá, mẫu bán tải Nissan Navara cũng là một lựa chọn tốt cho các bác. Với giá 2016 thì em Vũ Duy đưa ra chỉ 479 triệu đồng chiếc xe thôi ạ. Vâng, chiếc xe mang biển số Hải Phòng 15C23583. Và đây các bác nhìn này, cam 360 độ này. Đấy, cam 360 độ gắn ngay ở logo Nissan nhá. Mặt hốc gió của chiếc xe thì rất là bóng sáng. Đấy, soi gương được luôn. Đấy các bác nhìn này, soi gương luôn, rất là sáng. Hệ thống đèn của chiếc xe thì không sử dụng đèn cao cấp, mà chỉ sử dụng đèn bóng halogen thôi. Và thiết kế đèn của chiếc xe thì cũng rất là đơn giản. Đấy, bầu đèn thì trong căng. Đấy, trong trắng trong luôn các bác nhá. Bầu đèn trắng trong luôn. Bên phụ cũng như là bên tài đều như nhau. Đấy, không hề lỗi lầm. Các cái chi tiết nạp chrome rất là sáng. Đây thì không phải nạp chrome mà là chi tiết phản quang tại trong bầu đèn. Đấy. Thế còn hệ thống đèn gầm của chiếc xe thì cũng khá là cao, từ dưới lên trên đèn gầm cũng gần 60 phân. Thì là hệ thống đèn gầm của chiếc xe sử dụng bóng halogen, có các cái chi tiết tạo điểm nhấn. Thế còn đây thì trình độ lái còn nguyên chảy xước thì không vấn đề gì. Thế này xước sát ngoài da, quá là đơn giản. Đấy, còn các bác nhìn cản trước này. Đấy, biển số là khẳng định luôn các bác là không có đâm đụng nhá. Bên này thì có cái phần này nó bị hấp hơi, thì bác nào mua thì em sẽ thay cho các bác cái đèn này, hoặc là đánh đèn. Vâng, đèn nó cũ theo thời gian rồi thì cái này không tránh được ạ. Vâng, chủ cũ người ta bán sao thì em mua vậy. Đấy, thế còn cái nắp thùng này các bác này, nắp cabo. Đấy, các bác nhìn nắp cabo nhá, cân đối này, gân guốc nổi rõ ràng, không hề lỗi lầm. Đấy, cabo cân đối rất là đẹp luôn. Đấy, và một chiếc xe đẳng cấp thương hiệu đến từ Nhật Bản. Vâng, đặc trưng cho dòng hãng xe Nissan ạ. Đấy,
Con này có cả cảm biến áp suất lốp này. Đấy, bên này là sử dụng lốp Grand Trek của đun lốp các bác nhá. Lốp 255/70R16, la răng 16 inch khỏe, chắc với 6 ốc này, khỏe với phanh đĩa này. Và cua lốp thì đặc biệt là con này cua lốp mới tinh luôn. Thực sự là đi ít luôn. Nói đến đi ít thì em sẽ báo 5 lốp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn cua lốp này, rất là đẹp luôn nhá. Cua lốp bóng lừ luôn, không phải là người ta dọn dẹp bóng đâu, mà là chất nhựa nó bóng nguyên đấy. Vâng, đấy các bác nhìn này, đẹp lừ luôn. Và này, em nói cho các bác nhá, lốp zin luôn. 2016 lốp zin theo nguyên hãng luôn nhá. Lốp zin. Đấy. Một chiếc xe lốp còn zin. Lốp còn zin, lăn bánh cực ít. Đấy, phần sàn của chiếc xe thì sử dụng sàn ốp rất là đẹp. Đấy. Tem nhãn đầy đủ rồi và có turbo các bác. Đấy, 2.5 DTDI VGF turbo. Đấy. Là nội thất bên trong em chưa nói đến. Đây bây giờ em nói đến lốp đã. Bấy, 4 quả lốp Grand Trek đẹp. Đấy, la răng đúc thể thao khỏe. La răng lốp thì sử dụng lốp M cộng S nhé các bác nhá, là chống trơn trượt và đi đường trường, khả năng mài mòn tốt. Đấy, thế còn đây các bác nhìn này. Đấy, la răng rất là đẹp luôn. Có cảm biến áp suất lốp. Và các bác nhìn cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp đây. Một chiếc xe thực sự là chủ ít đi thật. Vâng, mang tên công ty nhưng bác ấy đi rất ít luôn. Cua lốp đều. Và các bác nhìn sắt xi này, sắt xi của xe này, đen xì luôn. Bóng lộn luôn. Đấy, đen xì rất là sạch sẽ luôn. Đấy, và đặc biệt này, các bác nhìn cổ của ống xả này. Đấy, nó đen nó như này mà không hề có màu nhá. Đấy, xe đi rất ít và chất. Đấy. Vâng, một chiếc Nissan Navara, 4 quả lốp còn zin, xem quả lốp sơ cua đi đâu. Vâng, còn quả lốp sơ cua nữa các bác ạ. Ai chà chà, còn nguyên ta lông luôn. Đấy, lốp sơ cua này, các bác nhìn này, gầm này. Hệ thống dẫn động cầu sau các bác nhá. Ai chà, còn có cả cam lùi ở ngay dưới gầm đây nữa này. Đây là cam lùi các bác ạ. Vâng, không biết sao ông nào thiết kế cam lùi gắn đấy không biết. Đấy, thế còn đây. Đấy, hệ thống dẫn động cầu sau. Đấy, các bác nhìn nhá. Cổ bô này, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Đó. Gầm xe rất là đẹp, mượt. Đấy, cam lùi đây nữa này. Nói sao con này lắm cam thế nhỉ. Vâng. Logo là P300 Navara Nissan AOL. Và ta mở nắp thùng nè. Ui, nắp thùng tự nảy các bác ạ. Vâng, rất là hiện đại, ngon ngật canh đào. Đấy, nắp thùng thì cũng đã được sơn đen, rất là mượt. Ai chà. Vâng. Nắp thùng này thì hơi củ chuối một tí, nó đều bằng nhựa thôi ạ. Vâng, rất là đơn giản. Thế nhưng mà cái này này các bác này, cái này là chế của chủ cũ. Người ta sử dụng cái sàn này là người ta đã phải lắp thêm cái phần cao su này để chống cho nó bị hỏng sàn. Thì chắc là trước công ty này chuyên sử dụng chở những cái đồ nặng. Đấy, thế nên là sàn thì các bác ấy như thế này. Nhưng mà lột cái phần sàn lên các bác nhìn này. Đấy, sàn thì cũng sẽ tương đối luôn. Vâng, con này là sử dụng phần sàn này nhiều. Đấy, thế còn các bác nhìn phần dưới ốc này, bản lề này. Bản lề đây, đều luôn. Ốc bên này đinh hàn còn nguyên nhá. Em quay đinh hàn còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn này. À, đây là móc treo. Đấy, rất nhiều các cái công năng. Đấy, móc treo rồi. Rất nhiều công năng ở trên chiếc xe này. Đấy, nắp cái thành thùng sau thì rất dày. Đóng rất nhẹ nhàng. Thời tiết bắt đầu man mát, ủng hộ cho việc Vũ Duy Auto quay xe. Bên này thế ạ. Vâng, lốp đun lốp 2018 zin luôn. Đấy, cảm biến áp suất lốp là 2018 này. Và các bác nhìn này, sắt xi đen xì, cực kỳ bóng và sạch luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, một chiếc Nissan Navara đẹp. Vâng, được chủ giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Với tiền nào của đấy thôi, 479 triệu đồng chứ cũng có phải ít đâu. Đấy, sàn rất chắc luôn. Đó. Và bên này, lốp này cũng thế ạ. Vâng. Lốp dày. Đấy, la răng đúc khỏe, thể thao. 6 chấu này. Cua lốp này. Đấy, cua lốp này, rất là mượt luôn. Và em sẽ quay gầm của chiếc xe này trước cho các bác. Đấy, các bác nhìn gầm ạ. Vâng. Rất là đen luôn. Bóng luôn, sắt xi thẳng căng không lỗi lầm.
Rất là sạch. Gầm máy này. À, các bác nhìn ạ. À. Gầm máy này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, em quay phần gầm đi cho các bác. Gầm rất là đẹp, thoáng luôn. Và bên này xem nội thất bên trong này, các bác nhìn này, tapi nỉ nhá, rất là đẹp luôn này. Nỉ nên là nó cũng sẽ rất bắt bẩn đấy, thế nhưng mà tapi nỉ vẫn ok. Nội thất ghế nỉ này, ghế nỉ cao cấp này. Đấy, nội thất ghế nỉ cao cấp luôn, zin luôn đấy các bác nhá. Đấy, còn nguyên. Đấy, và vô lăng ba chấu này, đồng hồ lăn bánh 5.8 và vô lăng tích hợp rất là đẹp luôn, không lỗi lầm. Để các bác nhìn nhá, rất là đều. Màn hình to vật vã kết hợp cam 360 độ đấy, còn cam hành trình kết hợp gương chiếu hậu chống chói đấy. Chân nỉ này, đẹp luôn này, mượt mà đấy. Chỉ xe thì zin các bác nhá, chỉ này, keo chỉ zin này đấy, các bác nhìn nhá, keo chỉ zin đều, không lỗi lầm đấy. Và sàn xe này sử dụng sàn da cao cấp. Đó. Sàn da màu sáng, nâu sáng, rất là cao cấp luôn. Đấy, bản là đây. Vâng, với một cái dòng xe nồi đồng cối đá đến từ Nissan thì Nissan Navara là một mẫu xe các bác không nên bỏ qua. Kính zin này này. Đấy, một mẫu xe quốc dân. Vâng, rất là bền bỉ. Đấy, khó hỏng vặt. Máy số thì ngon, và con này sử dụng máy dầu, rất là bền luôn, tiết kiệm luôn. Đấy, các bác nhìn là sàn xe này. Đấy, sàn da rất là đẹp đều. Đấy, và con này thì có cả cửa gió vùng sau nhá. Vâng, những cái dòng BT50 chưa chắc đã có cửa gió vùng sau như thế này đâu ạ. Vâng, đấy, hàng chất nó phải như thế. Đấy, và các bác nhìn là đấy, khoảng để đồ để chân cũng rất là rộng luôn này. Cửa đóng rất là chắc luôn, và keo chỉ thì zin nhá, keo chỉ zin này, đấy các bác nhìn nhá, keo chỉ cánh zin luôn, không lỗi lầm. Đấy, xe rất chất trong tầm giá luôn, với cái số tiền các bác bỏ ra đấy chỉ có 479 triệu đồng, nhưng các bác đã sở hữu được một chiếc xe máy số zin đét, đấy, keo chỉ zin, gầm bệ chắc, đấy, đều này, các bác nhìn nhá, rất là đều luôn. Tapi kính điện đầy đủ. Đó. Hoạt động ok. Bản là chưa biết tháo ra lần nào luôn. Nội thất nỉ cao cấp. Đó. Sờ rất là mượt. Chắc chắn. Đó. Không gian bên trong thì rộng rãi luôn. Và con này thì gương chiếu hậu là được bọc chi tiết chống mất trộm gương luôn. Rất là yên tâm. Bầu gương thì mạ chrome sáng bóng. Đây các bác nhìn này. Đấy. Xi nhan kết hợp luôn này. À, rất là đẹp. Tapi này. Keo chỉ đây. Các bác nhìn chỉ xe này. Đó, chỉ xe rất đều luôn nhé. Không lỗi lầm. Đấy, tapi sạch. À, kính điện một chạm luôn. Và gương kính thì điều chỉnh cục xòe điều chỉnh điện luôn. Đấy, bên kia cũng thế. Đấy, rất là tiện lợi. Bình xăng thì mở bằng đây, đây bình dầu, xin lỗi các bác. Vâng, nắp bình dầu mở đây. Đấy, và các bác nhìn này. Đấy, bản lề này, ốc chưa hề tháo mở luôn này. Đấy, nắng nồi ta phun nước này nè. Ai chả con này thì phun nước hơi thấp, khả năng cái góc mở nước nó hơi thấp thôi, chứ là không vấn đề gì. Đấy, nước lôi phun phè phè đầy đủ. Đấy, ngồi ghế rộng rãi. Đấy, tem nhãn đầy đủ. Đấy, bản lề này rất đẹp luôn. Ốc này, các bác nhìn này. Ốc nét luôn. Zin luôn đấy các bác nhé. Con này thì có cái hay, cái là chỗ học để đồ ấy, nó rất là rộng, nhiều chỗ. Điện thoại này, cổng AUX này. Đấy, đây này, cổng USB này. Đấy. Và các bác có cả chỗ để điện thoại ngay đây nữa. Đấy. Rất là nhiều chỗ, cái chỗ để tích hợp đây. Để đồ rất là nhiều luôn. Đấy. Cổng sạc luôn ở ngay trong. Đặc biệt là em kết cái màn hình này. Vâng. Cái màn hình to vật vã. Đấy,
đầy đủ các chức năng, menu, Navitel, bản đồ tích hợp rất nhiều. Và đặc biệt là con này có camera thông minh, camera FI 360 độ, ôm mở lên mà chưa thấy gì. Cái này đây có, vâng, rất nhiều các cái chức năng. Vâng, cái này thì bác nào mua thì các bác có thể kiểm tra thêm. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ luôn. Đấy, điều hòa auto, điều hòa điều chỉnh cơ. Vâng, điều hòa điều chỉnh cơ với các phím bấm cũng dễ dàng sử dụng thôi. Hướng gió rồi sấy trước các thứ đầy đủ. Vâng. Đó. Cổng sạc. Đấy, và trên này cũng có một cái cổng sạc nữa này các bác ơi. Đấy, rất nhiều cổng sạc nhá. Đây, giấy tờ của xe thì em đang để trong nhà, nhưng đây có phần tờ giấy photo này. Đấy, tên công ty NP Nava R L. Đấy, xe rất đầy đủ giấy tờ chuẩn chỉnh luôn đấy các bác nhé. Và gương chiếu, đấy, gương chiếu hậu chống chói này đầy đủ. Con này thì theo order 5 bánh là 5 vận 8, cả cái xe chỉ báo mỗi lỗi là hết xăng thôi. Em sẽ để nổ chiếc xe này lên cho các bác nghe. Đấy, máy dầu rất là êm. À, cái dòng này bao giờ nó cũng sẽ khởi động lên này, máy nó sẽ tăng tua lên một chút để cho nó bôi trơn dầu mỡ đầy đủ. Cái sau đó là nó về như thế này đây. Đấy, rất là êm mượt luôn. Đấy, và đấy, các bác nhìn ạ. Ta sẽ cùng đi đường khoang máy. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc xe. À, con này thì sử dụng động cơ máy dầu 2.5 DDTI. Vâng, công nghệ động cơ máy dầu của Nissan, công nghệ động cơ cũng làm mưa làm gió trên thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên là với dòng Ford bán tải hay là dòng PT50 thì Nissan Navara được ít được người biết đến. Vì là hãng xe này nó chỉ có sản xuất và lắp ráp ở bên nước ngoài thôi. Còn ở Việt Nam thị trường rất là ít người mua. Vì đây là một hãng xe Nhật cũng khá là nổi tiếng tại thị trường thế giới. Và dòng Navara thì đi ở ngoài nước ngoài rất nhiều luôn nhá. Máy số ở chiếc xe còn zin, ốc còn zin luôn rồi các bác ạ. Ốc còn sắc nét, còn zin luôn. Đấy, chưa hề có tháo mở. Đấy, ốc, máy còn zin, máy dầu chạy cực vượt. Đấy, và các bác có thể để ý cùng em Vũ Siêu thôi. Đó là bộ ép ép đầu vào. Đấy, khí thải đầy đủ luôn. Đấy, có hồi, có hiếc đầy đủ nhá. Đấy, bộ lọc dầu đây. Đấy, rất nhiều các cái thiết bị đặc trưng của hãng vẫn còn nguyên. Máy dầu này, turbo đây các bác này, turbo máy này. Đấy, các bác nhìn nhau. Đấy, turbo này. Rồi ABS này, phanh ABS kết hợp 4 bánh luôn. Đấy, acquy tươi mới. Và các bác có thể để ý cho em Vũ Siêu Auto là phần sườn của chiếc xe này nó cực kỳ đẹp luôn, sườn đẹp, bóng không hề có lỗi lầm nhá. Đấy, sườn ốp đẹp. Đấy, tai đèn này không hề lỗi luôn, tai đèn không có lỗi này. Đấy, không hề có dán díu gì cả. Đấy, một chiếc xe zin đét đẹp luôn, máy số ngon, không đâm đụng, cam kết cho bác nhá, máy số thì zin không ngập nước và răng cao su còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá, răng này rất là đẹp luôn, mượt luôn. Một con xe được chăm chút rất là tỉ mỉ và xe của mang tiếng là xe công ty, thực sự là đi rất giữ gìn. Đấy, với cái tầm tiền bỏ ra 479 triệu đồng thì thực sự là đây là một lựa chọn rất là tốt cho các bác. Đời 2016, đời cao, số tự động, máy dầu. Đấy, gầm cao máy thoáng. Đấy, cái tiếng cabo nó đóng thì các bác nghe tiếng là biết ngay nó như thế nào, không có sơn si tỉa bả vào. Rồi, đấy. Bây giờ thì ta sẽ nhìn lại gầm chiếc xe một lần nữa, sau đó thì ta sẽ cùng lái chiếc xe này đi. Đấy, con nhìn nhá. Đấy, gầm rất là thoáng luôn. À, con này thì khả năng tải của chiếc xe theo đăng ký thì là nó sẽ tải được 6 tạ 3. Thế nhưng mà các bác có thể chở được hơn 1 tấn được, vì là cái dòng này thì nó rất là mượt. Đấy, nhạc nhẽo, bolero các thứ. Các bác chỉ cắm USB, cổng SIM một cái là ngon ngay. Đấy, rất nhiều chức năng hiện đại, xịn sò, tích hợp trên chiếc xe này. Đấy, ta cắm luôn đi. Hệ thống cam 360 độ nhưng mà em chưa thấy đây, màn hình cam lùi kết hợp cả cam hành trình. Đấy, có. Đây cam hành trình, cam lùi có. Đấy, nhưng mà chưa nhìn thấy cái cam 360 độ nó dùng ở đâu. Mặc dù là có nhìn thấy cam rồi. Rồi, cái này em sẽ
kiểm tra và kiểm nghiệm sau. À, bây giờ thì ta sẽ cùng lái chiếc xe này đi. Thích nhất đoạn này các bác này, các bác biết vì sao không? Vì cái bãi này nó toàn cây thôi. Đấy, thích nhất là cái đoạn mà bất chấp các thể loại cây. Đấy. Các bác à. Đấy. Đấy, vượt địa hình nó cứ vậy thế này. Đấy, úi giời. Bất chấp hết các bác ạ. Vâng, bất chấp hết các thể loại địa hình. Xe này, dòng xe bán tải đi thì nó sung sướng cuộc đời rồi. Đi bao giờ nó cũng có cái cảm giác nó gầm cao máy thoáng, phiêu. Khả năng xử lý lái cũng rất dễ. Đấy. Đi thì xe rất là chắc nhá. À quên, đấy có mỗi cái quan trọng nhất thì ta quên. Đó là chưa đóng mở lại, bật điều hòa. Em đang đi mà đã có người ngó ngó qua đây rồi. Đấy, dòng này máy nó rất là khỏe luôn. Đấy. Lái xe rất là chắc. Đấy, không hề rung lắc nhá. Ở đây này, không hề báo lỗi luôn, chỉ báo mỗi cái lỗi là hết dầu. À, vâng, em sẽ đi ra đổ vài trăm tiền dầu vào đây. Ta lại cùng đi đánh võng lượn là một chút nữa. Tội gì. Đấy. Xe thì rất là rộng luôn. Ai chả bật lên mới biết rằng là điều hòa con này đang bị yếu ga. Thế này không có tính mát nào. Cái này thì đơn giản thôi, chỉnh sửa dễ dàng, không vấn đề gì. Vâng. Bác nào mà đến xem mình nhớ dặn em hỏi xem là điều hòa đã kiểm tra sửa chữa chưa nhé. Vâng, điều hòa đang hết ga. Lái rất là thoải mái luôn, cua thì rất là rộng. Vòng cua rất là rộng, thoải mái và xe không hề có cảm giác bị lật. Nó bám đường cực kỳ tốt luôn. Đấy. Vâng, và bác nào mà yêu thích chiếc Nissan Navara ngon ngật cành đào máy số êm mượt và nhập khẩu nguyên chiếc thì hãy alo ngay cho em Fuji ô tô nhé. Động cơ dầu 2.5 thì nó chỉ khoảng 7,5 lít dầu trên 100 km thôi. Tính ra thì các bác mất có khoảng 1.000 đồng trên km. Đấy, rất là rẻ trên thị trường. Đấy, chỉ ngang bằng những mẫu Moaling i10 thôi. Và được cái là cái dòng này đi nó nổi đồng cối đá bền bỉ khó hỏng vặt. Các bác yên tâm, đi dòng này thì cũng bền lắm. Và té ra là từ nãy giờ em chưa ấn AC, quên. Đấy, điều hòa lạnh ngay, thế sợ chứ. Thế là hóa ra từ nãy giờ quên không bấm vào AC. AC là cái nét nút này các bác này, ấn vào là cái nó sáng đèn lên đấy. Vâng, em quên bén mất, thảo nào thấy nó nóng nóng. Vâng. Đấy, các bác nào yêu thích chiếc xe ngon ngật cành đào không lỗi lầm này thì hãy alo ngay cho em Fuji ô tô qua số điện thoại 0869158926. Rất vui khi được các bác đến cửa hàng xem xe, trải nghiệm, lái thử cho các bác tẹt bù đi cho nó sung sướng cuộc đời. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Bên em thì xe nhiều vô đối luôn, kể cả từ bán tải cho đến xe con. Đấy, thế nên là các bác nào thích thì cứ alo ngay cho em Vũ Duy. Và cửa hàng của em Vũ Duy ô tô tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình chiếc xe tuyệt vời. Đấy, con này thì 5.8 vạn chuẩn rồi và 4 quả lốp đang chạy và 1 quả sơ cua còn nguyên zin nữa các bác nhé. Xin chào. Nhạc đâu rồi, là nhạc đâu rồi, bấm nhạc lên ngay. Nhạc nhẽo là nó phải thế này.